Hôm nay em lên tiếp nha cả nhà. Còn nhiều đồng hồ lắm, để mai lên nhiều hơn. Hôm nay em lên sẽ lên vài chiếc rất là đẹp nha cả nhà. Rồi đầu tiên em lên chiếc chiếc này khá đẹp mà rẻ, DC nha, này thương hiệu nội địa Nhật, à, niềng xoay nè, niềng xoay kháng nước 100 m, dây da bò xịn nha, thủ công nha cả nhà, là dây da bò, bộ dây bò mới luôn. Chiếc này thì không phải vỏ thép, nó bị rỗ chỗ này xíu nha, của Nhật nha, của hãng Meroman nè, kháng nước 10 atm Meroman DE075, chạy máy máy Nhật nha cả nhà. Niềng xoay kính giọt nước, con vết chày nhẹ ở đây, chày nhẹ dưới đây, đường đâu rất đẹp. Niềng xoay kim cọc số dạ quang, đây, kim cọc số dạ quang sáng nha. Size cũng là size 30 39, chưa nấm, cái nấm là 43. Đeo lên tay rất là đẹp. Rất đẹp nha, kim cọc số dạ quang. Những dòng khác thương hiệu này là em bán rất là cao. Chiếc còn sáng khá đẹp, bộ dây cũng đủ tiền rồi. Chiếc em này em bán cho cái nhà mình 580 nghìn nha. Giá quá rẻ cho chiếc đồng hồ Nhật. Bộ dây cả nhà mua hết 200 nghìn rồi. Niềng xoay rất đẹp, 580 nghìn thôi. Rồi tiếp theo em lên một chiếc Oren nha. Chiếc này thì rất là xịn rồi, chuẩn hãng Oren. Chiếc này là full 7 kim Chronograph, 2 kim mấy dây, ngộ của lịch gấp 4,5 nè. Kim cọc số bắt sáng, cả nhà thấy mấy cọc rất đẹp không? Chuẩn hãng Oren nha. Dây là em bôi dây may tay hết nha. Dây bò rất là xịn luôn. Đây này. Nhà mua dây ở ngoài rất là mắc nha. Kim cọc số dài quen, chu rep. Đây là 1/20 dây, đây là phút và tiếng. Đây là kim dây chính. Nên chỉnh giờ rồi, dừng lại. Chỉnh giờ qua kim chỗ khác cho cả nhà thấy hai kim dưới đây. Đó, kim này được hai kim. Rất đẹp luôn. Đó, bấm cho rep cho cả nhà xem. Đây thông số với nó nha, mã da băng như thế nha. Mã thông số của nó đầy đủ. Oren vật con. Mã da băng. Mã da băng. Dòng này thì nó không khắc sâu, nó khắc mờ. Oren TTO này, CB này. Kháng nước 10 ATM, vỏ thép không rỉ. Có cả Atimetip chống chống từ, cái này vô vùng 500 nhiều nó sẽ không ảnh hưởng đến máy chạy. Mã da băng này. Đây. Rất đẹp nha. Em có hình ảnh video cho cái nhà xem luôn. Rất đẹp. Đeo chiếc này rất là sang nha cái nhà. Size nó cũng khá to mà dễ vừa đeo tay lắm. Size 43, càng thì nó cũng ngắn. Càng 48, size 43 nha, cái càng 48. Đeo rất đẹp. Bộ dây khó nè, rất xịn nha cả nhà, dây khó dày dặn nè. Kim cọc số dài quen, rất sáng. Đây. Rất đẹp và sang nha cả nhà. Size 43, càng là 48. Dây khó xịn. Oren. Rồi chiếc này 1,4 triệu nha cả nhà. Giá là 1,4 triệu. Rồi tiếp theo em lên một chiếc form vuông nha, form rất đẹp,
Farm thương hiệu là Chalet Volkswagen nha, Volkswagen thương hiệu của Mỹ, hãng xe sao cả nhà, niền không sai, độ mới còn khá cao, full màu đen, full 6 kim ở đây là kim chỉ, đây là chỉ ngày nè, cái này chỉ thứ nè, chỉ thứ nè, còn là chỉ kim chạy 24 giờ nha cả nhà, chứ phải full 6 kim chrono wrap, kim này là 6 kim chỉ thứ ngày và 24 giờ, còn khá là mới, đi điên, dây khó nguyên rin, chơi led nè, vô gần nè. Thông số phía sau này, kháng nước 10 ATM này. Mẻo là CV8083. Kháng nước 10 ATM. Đó, logo này, cành cánh chim này. Form vuông như cái nhà, form này rất đẹp. Size cũng là size 40 vuông, 40. Càng nó là 50. Chiếc này là kính đẹp. Chỉ cái tiền điền niền hơi xấu thôi nha, nên giá này nếu mà không điền không xấu thì em bán con triệu mấy á. Vậy mà mòn chỗ này, cái nhà đeo lên tay không thấy nha, cái niền nó hơi chày chỗ này thôi, nhưng cái nhà nhìn rất đẹp nha, rất rất đầm tay nặng, đúc đặc hết, dây thép đúc đặc hết, vỏ thép dây thép đúc đặc hết, đeo lên tay cho này xem, kim cọc số dài quen. Dây tay của nó là dây tay được 19 nha cả nhà. 19, 19 năm. Đã bàn ngón tay vô tay 16 cho 16 đi, bàn ngón tay là cho 30 nữa. Là 19. 19 19 năm. Đó, thông số đầy đủ. Còn khá là mới, chỉ cái niền nó chày thôi. Chắc do ve chạm bị chày niền. Để test dây quen cho xem. Đây, kim cọc số dài quen nha. Rồi. Chiếc này nếu mà đẹp thì em để chuồng máy. Cái này để cái nhà giá tốt luôn. 950 ngàn. Dây rồi còn đẹp hết nha cái nhà. Chỉ cái niềng nó chày thôi. Thì nó báo hết cho cái nhà xem rồi. Vỏ thiếp không rỉ hết. Rất là nặng đầm tay. Rồi, giá em này là giá 950 ngàn nha. Cái nhà thích chiếc này thì cái nhà chụp hình, nhớ chụp hình màn hình nha, để em báo còn hay hết nha cái nhà. Rồi tiếp đến em lên một chiếc Seiko. Chiếc Seiko này không phải những Seiko pin này, chiếc này là pin solar nha, pin năng lượng mặt trời, xài siêu bền, thiết kế rất là đẹp, cọc số trò rất là đơn giản mà size rất là dễ đeo nha, ai mọi tay đều đeo được. Size cũng là size 38 chưa tính núm, kẻ núm là 40. Chiếc này rất mới, em chưa vệ sinh, chiếc này em về chưa xì ba luôn, chưa lâu chùi qua, còn khá là mới. Cái này em lâu qua nó mới bóng lên này, chưa lâu, chiếc này em chưa xì ba luôn. Nghe xem này, rất đẹp nha, năng lượng. Năng lượng mặt trời, kính sapphire luôn nha cái nhà, chiếc này đặc biệt kính sapphire nữa. Kính sapphire, kim cọc số rất đẹp luôn. Hai ô lịch lúc 3 giờ. Đặc biệt chiếc này là sản xuất tại Nhật Bản luôn nha. Máy giơ băng. Máy giơ băng chạy máy V1858. Vỏ thép không rỉ, kháng nước 10 ATM, đít xoáy chống nước. Pin năng lượng mặt trời. Pin rất khỏe. Size 38 nha cả nhà. Em coi dây cho cả nhà xem. Dây này thì có 18 năm, 18 năm, 18 năm đeo thoải mái, đơn giản dễ đeo. Mà chiếc này không rẻ như cái nhà, nên để cho nhà chiếc này 950 nha, 950 ngàn, pin năng lượng mặt trời, 950 ngàn, rất đẹp luôn, rất đơn giản mà đẹp. Kính xe phê. Rồi. Rồi tiếp theo em lên một chiếc Swiss Military nha, dòng Thụy Sĩ quân đội. Full box. Đây, chiếc này đây.
Thì xe quân đội còn khá là mới luôn, mà kim cọc số về quen, bộ kim bát sáng rất là tốt, bộ kim cọc nè, nó mẹ rất bát sáng rất là tốt đẹp như cái gì, logo chữ thập chuẩn của tiến sĩ Sweet Mystery Hanover, một cái lịch lúc 3 giờ, lịch này nó có nhìn kiểu rất là hay, và có một vòng lòng trong nữa, lòng trong cái nghĩa là chỉ 24 giờ thay vì cái nhà chỉ đây là 10 16 giờ 4 rưỡi đúng không, thì đó là 10 16 giờ 30 nè, thì 17 là 5 giờ nè, đó tương ứng kia là cái vạch này chỉ 24 giờ những cái nhà kim cọc số giờ quen. Này, kim cọc số à, chiếc này không có giờ quen xem. Đèn pin em nó yếu. Kim cọc số về quen do cái đèn yếu. Rất đẹp luôn. Rất mới nha, dây khóa nguyên zin, dây nó có logo khó nè, logo chữ thập nè của hãng nè, dây này rất mới do cái mồ hôi đeo thâm cho thôi, còn rất là mới, còn ngon luôn cả nhà, đeo ok, nói chung còn đeo ok, dây cũng ok nè, kháng nước vừa ATM nè, đít cũng mới tinh là cả nhà biết xài, chưa xài bao nhiêu rồi. Đó, thông số của nó vỏ thiếc không rỉ, kháng nước 12 ATM. Sweet Mate, Sweet Mate là thụy sĩ. Đó, 12496Z. Đây mẹo của nó này. Dây khó này. Lên tay này cái nhà. Tay này thì nhà anh nào tay to nha. Tay em thì nhỏ ấy. Tiếng là dành cho anh tèo tay to nha. Thụy Sĩ. Size mặt cũng là size size 40 44 như cái nhà. Chưa tính nấm. Kẻ nấm nó là 47. Càng nó ra nè, càng 52 nha, nó dùng cho tay anh tèo tay to. Tay em lên tay thử tay cho cả nhà xem nè. Rồi full bắp. Chiếc này em để cái nhà mình là 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6. Rồi. Rồi, hôm nay em lên nhiêu đây nha cả nhà. À, hẹn cả nhà video sau. À, cả nhà thích chiếc này có chụp hình gửi Zalo giúp em nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ em. À, chúc cả nhà có buổi chiều thật vui vẻ nha. Bye cả nhà.